Xin kính chào anh chị khách hàng, hiện tại chúng ta đang có mặt tại dự án Rimhome Riverside. Thì phía trước mặt của anh chị đây là công trình của dự án Rimhome Riverside. Thì bây giờ Giang sẽ dùng Flycam để quay trực tiếp tiến độ xây dựng của dự án Rimhome Riverside để anh chị khách hàng cùng xem qua anh chị khách hàng nhé. Thì đây là những cái hình ảnh về tiến độ công trình xây dựng. Thì những cái tháp của Rimhome Riverside đang được ngày đêm xây dựng rồi. Anh chị khách hàng hôm nay cũng hoàn toàn yên tâm anh chị khách hàng nhé. Thì Giang xin điệp qua một vài thông tin về vị trí dự án. Dự án Rimhome Riverside tọa lạc tại mặt tiền đường trục đường Nguyễn Văn Linh, là một cái trục đường gọi là rất là đắc địa tại khu Nam Sài Gòn. Thì dự án của chúng ta cũng nằm trong cái khu dân cư Phú Lợi luôn anh chị khách hàng. Dân cư Phú Lợi thì đã hiện hữu rồi và nhà cửa đây cũng khá là khang trang và đông đúc. Thì khi dự án của chúng ta hoàn thiện á, thì mình sở hữu một cái khu dân cư hiện hữu. Nơi đây sẽ là một cái điểm tập trung của toàn bộ cư dân của Phú Lợi với những cái tiện ích cao cấp từ dự án Rimhome Riverside. Và từ vị trí Rimhome Riverside, anh chị khách hàng di chuyển trên cái trục Nguyễn Văn Linh đi về phía Phú Mỹ Hưng chỉ mất khoảng 15 phút thôi anh chị khách hàng nhé. Và hiện nay trên cái trục Nguyễn Văn Linh là như anh chị khách hàng biết là sẽ xây dựng cái cụm làng Đại học Khu Nam và trường Đại học Kinh tế nè, và trung cấp xây dựng đã đưa vào hoạt động rồi. Và trường Đại học Văn Hiến cũng đã hoàn thiện và có thể là trong năm nay sẽ khai giảng khóa đầu tiên của trường Đại học Văn Hiến luôn. Và sắp tới sẽ rất nhiều trường đại học khác sẽ xuất hiện. Và hiện nay nếu anh chị di chuyển từ dự án mình di chuyển về phía Phú Mỹ Hưng á, anh chị sẽ gặp bên tay trái là trường trung cấp xây dựng. Thì kế bên trường trung cấp xây dựng sẽ đang lên công trình một cái dự án là trường kinh tế tài chính, một trong những điểm loại nổi bật của khu Nam Sài Gòn. Những anh chị nào muốn đầu tư tại đây để khai thác cho thuê hoặc là muốn mua để ở để có một cái nơi gọi là sinh sống an cư khá là trong lành thì hãy chọn ngay cho mình một căn hộ tại Rimhome Riverside. Và anh chị nào muốn tìm hiểu và sở hữu ngay, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang và đội ngũ chuyên viên kinh doanh của dự án Rimhome Riverside sẽ tư vấn chi tiết nhiệt tình nhất cho anh chị khách hàng và xem qua nhà mẫu tại dự án. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án Rimhome Riverside. Nơi đây là đặt cái nhà mẫu và cái sa bàn của dự án luôn anh chị khách hàng ạ. Xin chào anh chị khách hàng.